Đội quản lý thị trường số 1 chi cục quản lý thị trường Hà Nội cho biết là đơn vị này đang tạm giữ khoảng 4 tấn hương liệu phụ gia gồm trà sữa, trân châu và siro do nước ngoài sản xuất, chứa trong 320 thùng cát tông không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Trước đó, khoảng 16 giờ chiều 26 tháng 12, nhận được tin báo của người dân, đội quản lý thị trường số 1 chi cục quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với công an thành phố Hà Nội bất ngờ kiểm tra kho hàng E6 trong sân ga Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện rất nhiều mặt hàng như trà, siro hoa quả, trà sữa, trân châu với tổng trọng lượng khoảng 4 tấn, giá trị khoảng 600 đến 700 triệu đồng. Các sản phẩm này hầu hết không có bất cứ dấu hiệu nhận dạng nào, không có hạn sử dụng cũng như nơi sản xuất. Khi được cơ quan chức năng yêu cầu, chủ hàng là anh Nguyễn Văn Toàn, trú tại phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng. Theo tường trình của đơn vị đang chuẩn bị nhận vận chuyển số hàng lên tàu. Trước đó, anh Toàn có liên lạc với công ty này để thỏa thuận chuyển lô hàng khoảng 400 thùng các tông vào Đà Nẵng. Vụ việc đang được đội quản lý thị trường số 1 lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.